Rồi, kính thưa quý vị, Quốc Võ đang có mặt tại quận 2, một cái quán ăn chay, đó, gọi là Diệu Hạnh. Thì đây là một trong những cái quán mà cũng khá nổi tiếng tại khu vực này. Đó, tôi sẽ review cho quý vị cùng xem nha. Ở dưới đây có ai đây? Đó, bác sĩ Quỳnh Thị Kim Dung. Đẹp gái không? Đây là cô Tuyết. Cô Tuyết là vợ của chú Thái. Thì cô chú là cùng đi với lại chú bác sĩ Kim Dung á, đó, đó là mẹ của Võ đó, là ngày hôm qua là có mặt tại tỉnh Thất Bồng Lai thật, chứ không phải tỉnh Thất Bồng Lai giả nha. Thật không? Thì ngày hôm qua sao chú thấy vui chú? Ngày hôm qua mình đến đó mình thấy sao không khí rồi đó nên sao? Rồi ok thôi bây giờ má nói trước đi. Đó. Chào, ý con muốn hỏi gì? Cái chuyến đi vừa rồi thì nói chung là mọi người phát biểu cái cảm tưởng về chuyến đi cho vui. Đó. Đấy. Chuyến đi thì thiệt ra là không có chuẩn bị trước là cái chương trình như thế nào. Cái này đúng là tùy duyên. Nhưng mà cũng biết là lần đầu tiên á là mình được về chỗ tỉnh Thất Bồng Lai thật. Thì cũng thấy rằng cái này là cũng là đúng là sự thật. Thầy cũng rất là thương mấy đứa nhỏ. Và cũng nghĩ rằng như thế này, tại vì là một mình thầy với lại một vài người bảo mẫu mà nuôi ra tới 80 mấy em, rất là khổ. Vì vậy cho nên cũng anh em nào cũng có cái tâm thì cũng có thể là đến cái chỗ tỉnh Thất Bồng Lai để giúp đỡ cho thầy, phụ với thầy lo cho mấy em. Thì đó cũng là một cái hạt giống của xã hội nếu được giáo dục tốt. Sau đó rồi thì đoàn của chúng tôi gồm có 4 chị em về ở tại Thiền viện Thượng Chiếu. Đây là cái nôi của Thiền Tông Việt Nam, do Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ sáng lập, tức là Từ hoặc Thiền Tông đời Trần, tức là của Đức Vua Trần Nhân Tông của chúng ta là sơ tổ. Rồi sau đó thì truyền xuống và mấy trăm năm bị ẩn đi, đến khi Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, tức là Hòa Thượng Tôn Sư của chúng tôi, có cái ý định cũng là xiển dương lại Phật giáo đời Trần, mà chủ yếu là Thiền Tông. Cho nên bây giờ thì cũng là đã được phát triển khá tốt. Thì chúng tôi là thường xuyên vẫn là cũng đến thăm Hòa Thượng Tôn Sư, rồi thăm quý Tôn Đức ở trong Thiền viện Thường Chiếu. Ở đó là tại là Long Thành, Đồng Nai. Thì các vị mà nếu mà có ai có duyên thì đến chỗ Long Thành, Đồng Nai mà hỏi Thiền viện Thường Chiếu thì chắc là không ai không biết. Nhưng mà có duyên mà vô trong đó để chiêm bái hay là vô trong đó để tu học thì chắc cũng còn tùy theo cái duyên sâu hay cạn đối với lại Phật giáo nói chung và đối với Thiền Tông nói riêng. Nhưng mà cũng rất mong, nhất là những cái vị mà ở hải ngoại đó, chúng ta về thăm quê hương thì chúng ta cũng nên biết, nếu mà ai mà theo đạo Phật á thì cũng nên biết rằng lại là Phật giáo đời Trần là một cái niềm hãnh diện đối với lại nước ngoài. Thật ra chỗ này có lẽ rằng là phải cho mình hỏi thêm chút xíu được không? Dạ được. Tại vì ngày xưa Hòa Thượng Tôn Sư Thượng Thanh Hạ Từ, ngài rất là buồn khi mà ngài được gặp một người một vị tăng đi Nhật Bản để du học. Thì Hòa Thượng mới hỏi rằng là ủa sao Phật giáo Việt Nam mình cũng có những cái hay lắm mà sao lại không học mà lại đi ra Nhật Bản, trong khi Nhật Bản Phật giáo Nhật Bản này đến sau Phật giáo Việt Nam. Thì cái vị tăng sĩ đó mới nói Phật giáo Việt Nam thì có gì đâu mà học. Ngài rất là buồn vì là như vậy, tại vì cái Phật giáo đời Trần là một cái gương, một cái điểm sáng của Việt Nam, nhưng mà tại vì là bị ẩn lùi lịch sử cũng không có được rõ ràng cho lắm, cho nên lại là cái người hậu thế lại không có trân trọng Phật giáo của Việt Nam. Cho nên mới là buông ra những cái lời cũng có vẻ như là phỉ báng như vậy. Vì vậy cho nên là ngài nung nấu một cái hoài bão làm sao để mà khôi phục lại Phật giáo
mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam. Dạ. Cho nên là ngày Diễn Dương và bây giờ thì đã Phật giáo đời trồng được tái sinh. Và như vậy thì bây giờ bắt đầu phát triển, và không những ở nước Việt Nam đâu, mà còn các nước như là Mỹ, Úc, Pháp, vân vân, đều có những thiền viện của Thiền Phái Trúc Lâm. Mình cũng chỉ nói sơ lược vậy thôi, còn những cái mà sâu xa hơn á thì có lẽ rằng là chúng ta khi nào có duyên thì chúng ta sẽ là được được ngay chính những cái vị tôn đức ở trong Thiền Phái Trúc Lâm nói chuyện thì có lẽ nói hay hơn, chứ còn chính mình nói thì nó không hay đâu. Còn nói chung về cái cảm tưởng thì ở Sài Gòn thì lúc nào mình cũng thấy rằng là nó có những cái điểm ưu hay nó hơn tất cả những cái tỉnh khác ở trong nước. Và dĩ nhiên bên cạnh đó thì vì ưu quá đó cho nên là nhiều người tìm tới ở, mà nhiều người tìm tới ở thì đã sinh ra là rất là nhiều cái nhu cầu. Vì vậy cho nên là càng lúc thì mình càng thấy rằng là Sài Gòn nó quá chật chội đối với lại cái cái đời sống của dân á. Nhưng mà ai mà còn trẻ còn muốn phát triển về công việc của mình, phát triển về sự nghiệp của mình thì cũng nên là đến Sài Gòn, và ở được Sài Gòn thì quá tốt đi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng xin mở ngoặc ra thì Phan Thiết cũng không kém đâu. Nếu mà các bạn là có cái duyên và đến Phan Thiết ở thì hoặc là đến chơi thì cũng sẽ thấy rằng là cái thành phố Phan Thiết, thành phố du lịch có đủ về những cái đặc điểm về biển, đặc điểm về núi, đặc điểm về sông đều có đủ hết. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở tại Phan Thiết nha. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung rất nhiều ha. Đó. Cô Thiết có muốn nói gì không? Không muốn nói gì không? Rồi chú Thái. Chú Thái là coi như là một người mà phải nói rằng ông chú rất là thân thuộc trong gia đình. Mỗi lần Quốc Võ về nước thì cũng chú hay vô Sài Gòn để rước về Phan Thiết. Đó thì chú Thái sao? Chú Thái thấy cái tình hình ngày hôm qua mà đi chơi có vui không? Trong cái chuyến đi này mà Kim Dung, chị Kim Dung có nói về cái lặp lại mà giáo đời Trần thì riêng chú Thái mình nói này, đúng cho nên ông cha ta có nói một câu là mang ơn chữ dữ, không mang ơn người hiền. Chính vì vậy hôm nay nếu mà mang ơn chữ dữ, không mang ơn người hiền thì lặp lại nha, thì cho nên hôm nay chúng ta mới có một sư ông mà đại diện cho cái tông phái đời Trần ngày hôm nay. Tại vì qua cái câu nói của người bên người Nhật Bản á, thì họ nói là tại sao lại không coi như Việt Nam là có cái gì đâu mà phải né, cho nên phải qua Nhật. Nhưng mà ngược lại là từ cái câu nói đó sư ông mới suy nghĩ rằng Việt Nam cũng là cái đời mà coi như là trước kia, còn Nhật Bản là sao, nhưng mà tại sao lại có câu nói đó. Chính vì vậy hôm nay chúng ta ngày người Việt Nam, Phật cháu Việt Nam có một cái tông phái coi như sư ông mình. Rồi trong câu hỏi của con là đừng như cái lạc đề nha, tại vì mình đang nói với cái lịch tịch thất online. Đúng. Bây giờ mình đi thẳng vào trực tiếp về câu hỏi của con, về cái cảm xúc của chú đi ngày hôm qua, như thế nào? Thì trên cái chuyến đi đó, chị Kim Dung có nói khác biệt sang hôm nay riêng là riêng coi như là tôi suy nghĩ như thế thì tôi thấy khác biệt như vậy. Còn cái chuyến đi mà đi qua cái tỉnh Bắc Hồng Lai thì nói chung là thầy đại diện cho Phật giáo cho mà có nuôi một số trẻ như thế rất là khó khăn, cực nhọc, chứ không phải là mà dễ gì đâu. Cho nên là chúng ta, các bạn mà cứ nghĩ về tương lai, mình cứ nên về tỉnh Bồng Lai để mà nhìn thấy thực tế tham gia cùng chú Rốt của chú Thầy. Có một cái phần nào đó chúng ta cứ hướng về
tương lai mà, cho nên là các cháu thì ở đó cũng mong rằng là các cô chú rồi các bác rồi các anh chị nên về hướng về các cháu có một ngày tương lai tươi sáng hơn. Theo con nha, thì thật sự mà nói cái thời gian trước đây đó, khi mà mình làm bất cứ một câu chuyện thiện nguyện nào đó thì mình cũng không cần phải tìm hiểu kỹ, bởi vì mình làm từ tâm mà. Dạ. Ví dụ như ai lừa lọc mình hay là cái gì đó thì họ mang nghiệp, chứ còn chúng ta là những người làm thiện nguyện, chúng ta là những nhà hảo tâm, nhưng mà thường quân á thì chúng ta cũng không cần phải nghiên cứu kỹ cái trường hợp đó có đơn kiếp hay không. Nhưng mà thời gian này nó đã quá nhiều cái sự lừa đảo ha, cái vấn đề về trục lợi từ thiện, vấn đề về giả dạng trẻ mồ côi hoặc là giả dạng những người tu hành để mà trục lợi từ thiện đó, nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên là bây giờ những cái nhà hảo tâm á, thì thường hay tìm hiểu kỹ hơn những cái hoàn cảnh đó. Thì theo chú á, ngày hôm qua khi mà chú nói chuyện với lại ông thầy Thích Thiện Tánh á, và cũng là phó trụ trì của chùa đó, thì chú thấy là ông thầy này cái vấn đề cái cách ăn nói chuyện hoặc là cái cách mà dạy dỗ các cháu đó, thì chú thấy có được không? Ông thầy thì nói chung là trong mầm móng là thầy có một cái hình thức là tu sĩ rồi. Chính vì vậy cái phát biểu cũng như là quan hệ coi như bên ngoài thì đó là phần sự của thầy, nhưng mà đối với các cháu thì thầy ok thôi. Yeah. Quá ok. Yeah. Chứ còn nhiều khi người ta dựng lên, đúng. Để trong xã hội ngày hôm nay mà mình đâu tránh khỏi được cái muôn một, không tránh khỏi được cái lừa lọc của khi mà người ta dựa vào Phật giáo hay là tất cả các tôn phái khác. Yeah. Họ sẽ làm những cái điều mà nói về coi như từ thiện, biết là từ thiện không? Cho nên là mình đúng là mình tâm chúng ta là đi từ thiện, nhưng mà mình cứ đúng là người ta là tạo nghiệp, người ta mang nghiệp thôi. Như thế. Rồi, cảm ơn chú ha. Quay lại bác sĩ Huỳnh Kiều Dung thì cũng có thêm một vài cảm xúc khi mà đã nói chuyện trực tiếp với lại thầy Thiện Tánh rồi, thì bây giờ xin mời bác sĩ Huỳnh Kiều Dung cho mình một vài phát biểu về cái chuyến đi, về một cách mà nói chuyện khi tiếp xúc với lại thầy Thiện Tánh á, thì theo dạ như thế nào ạ? Nhân cái tiếp xúc với thầy Thiện Tánh á, thì tôi có một cái suy nghĩ. Nhưng mà trước tiên là cũng xin nhắc lại lời của Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Ngài là Pháp Chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại. Thì Ngài có nói một cái câu như vậy mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải noi theo, nhất là khi mà chúng ta làm thiện nguyện. Ngài nói rằng là đối với lại những người đúng là có tâm thiện hay là những người mà có phước, chúng ta làm thiện nguyện với những người đó thì chúng ta sẽ hưởng phước được cho người đó, nghĩa là của người đó. Còn nếu chúng ta lại là không có tìm hiểu trước mà chúng ta làm thiện nguyện đối với những người không có phước mà lại tạo nghiệp nặng á, tạo nghiệp ác á, thì chúng ta sẽ mang một phần cái nghiệp ác của cái người mà chúng ta giúp đỡ. Chính vì vậy cho nên ngoài ra còn thêm một cái câu nữa của Hòa Thượng Tôn Sư của chúng tôi. Hòa Thượng nói rằng là giống như những người mà cày ruộng á, thì phải tìm một cái miếng đất tốt để cày thì mới thu hoạch được kết quả. Còn nếu mà chúng ta mà vậy là gieo hạt mà không có coi gì hết trơn trời, một cái miếng đất xấu thì chúng ta sẽ không có thu được kết quả, mà đôi khi lại còn thu được những cái xấu hơn. Chính vì vậy cho nên là khi mà Quốc Võ mà nói rằng là những người mạnh thường quân bây giờ, người ta trước khi giúp đỡ ai thì cũng phải tìm hiểu kỹ, điều đó rất đúng. Chứ còn không nên là chỉ có nghe ở trên mạng hay là nghe đồn như thế nào đó rồi chúng ta lại vô tình, vì cái tâm chúng ta tốt quá đi, cho nên vô tình là chúng ta lại tiếp tay cho những người xấu. Vấn đề là chỗ đó thì chúng tôi không có nói cụ thể ha, tại vì nhỏ như vậy thôi. Còn trường hợp mà của thầy Thiện Tánh thì khi nãy tôi cũng đã có cái ý kiến rồi, cho nên là đây thì quả thật là
thầy cũng có tâm thiện, thầy giúp đỡ những cái trẻ em nghèo hèn cơ nhỡ, những hoàn cảnh rất là khó khăn, thì đó là một cái điểm sáng. Và chúng ta mà nếu chúng có thể rằng chúng ta giúp đỡ được thầy, phụ với thầy lo cho các cháu, thì đó là một điều tốt nên làm. Còn mới tiếp xúc á, thì nói rằng lại là có kết luận về một vị nào đó thì không nên. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung rất nhiều. Bây giờ là đồ ăn của chúng ta đã ra rồi nè, quý vị. Cái này là bún Huế à? À, bún Huế, wow. Cái này cũng hấp dẫn ha. Bún Huế nó khác là bún Sài Gòn chỗ nào vậy em? Sao vậy? Đó, đây là bên trong quán chay à, và bây giờ là buổi sáng. Đó. Đây, cơm tấm ra nha quý vị. Hấp dẫn chưa? Khách sạn chưa? Ừ. Y chang như là thiệt ha. Đây là cơm tấm, đây là bún Huế mà hồi nãy hỏi là Huế khác Sài Gòn chỗ nào, cậu ta chưa trả lời. Chắc là hỏi lại. Là vì là... Đây, hồi nãy có câu hỏi là bún Huế khác bún Sài Gòn chỗ nào. Đây, cái nữa, đây, bé. Cái đây là đây chơi thôi mà. Đó. Rồi, thưa quý vị, sau khi mà phát phỏng vấn một vài vị quý khách của chúng ta ngày hôm nay nói về vấn đề của thực phẩm bột lai thật đó, thì đồ ăn đã dọn ra rồi và Quốc Võ cũng đã review một số những cái quan cảnh trong cái quán này cũng khá là hấp dẫn. Đó, thì bây giờ Quốc Võ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một số những món ăn và Quốc Võ sẽ quay lại với những cái clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho cả nhà của mình một ngày tốt lành ha.